Khi ngoài trời đang có tuyết rơi, một người đàn ông đang ở trong căn biệt thự nhỏ xinh của anh ấy. Anh ăn sáng bằng món bít tết nướng than đúng kiểu và nấm Amilaria trên bổ dưỡng, có vô số trà táo và việt quất sau bữa ăn. Cuộc sống như vậy thật đáng ghen tị. Mùa thu là mùa thu hoạch. Khi Rick đi dạo trong rừng ngày hôm đó, tình cờ phát hiện một cây ăn quả dại, liền chạy ra vặt vài quả. Hì hục một lúc thì anh cũng hái được một đống. Sau đó anh ta tìm thấy một số quả việt quất dại, khá tốt để pha trà. Anh ấy mệt mỏi vì đi bộ, nhưng vẫn cố lết thân xác đi. Phong cảnh ở đây thật đẹp và có rất nhiều hoa và cây. Anh tìm thấy một số cây gỗ thích hợp. Liền tiến hành bẻ chúng, thu thập được rất nhiều gỗ. Đôi khi cưa gỗ, chúng ta phải luôn tránh những tai họa bất ngờ có thể xảy đến với mình. Rick không bao lâu đã thu thập đủ gỗ, có thể thấy đất vào mùa thu rất mềm. Rick chỉ mất 10 phút để đào rãnh trong lòng đất, sau đó có thể nhét gỗ bạch dương vào bên trong. Trong rừng không có nhiều âm thanh, với sự giúp đỡ của một cái rìu và một cái cưa, Rick nhanh chóng xây dựng khung tường nhà. Mặc dù nhìn tổng thể không được mạnh mẽ, nhưng ít nhất nó có thể bảo vệ anh khỏi cái lạnh. Và trước khi xây dựng mái nhà, Rick quyết định lắp giường trước. Bây giờ tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều khi nằm xuống và ăn táo. Sau khi chỉ đơn giản là thưởng thức cảnh đẹp, một công ty có thể làm được điều đó. Phương pháp xây dựng này chắc chắn và đơn giản. Tôi tin rằng anh em ngồi trước màn hình sẽ hiểu ngay khi nhìn thấy. Theo dõi anh ấy xây dựng nhà, tôi thấy trông nó giống cái hố xí. Lắp cái cánh cửa vào, trông càng giống hố xí hơn. Trời bắt đầu mưa, để không lãng phí nguồn nước quý giá, anh ấy căng tấm bạt ra để hứng nước mưa. Sau đó, anh đi đến sườn đồi cách đó không xa và đào lấy một ít đất sét, bới nó vào tấm bạt, mang về trộn với nước, đắp lên các kẽ hở để tăng tính kết dính cũng như khoảng trống. Rick rất hài lòng với công việc của mình, sau đó lắp đặt mái nhà, đặt áo mưa của riêng bạn lên nó. Công ty công nghệ hình ảnh cắt bỏ những phần thừa, trông thật đơn giản. Không chỉ ánh sáng bên trong rất tốt và không có gì để nói về khả năng cách nhiệt, nhưng Rick cho rằng nó chưa đủ hoàn hảo. Thế là anh lừa thêm ít gỗ, tự làm cho mình một bàn ăn đơn giản. Sau đó anh ấy lấy lò sưởi từ ba lô ra. Ngoài việc có thể gặp lại lò sưởi này, còn có ống xả khói. Sau khi anh đốt lửa trong lò sưởi, khói nghi ngút bay ra. Phải nói rằng phong cảnh ở đây đẹp quá. Khi Rick lang thang trong rừng, chúng tôi cũng tìm thấy nhiều loại nấm hoang dã gần đó. Hái một ít về, hong trên lò sưởi, rồi mang đi rửa sạch. Sau khi xả nước, tiếp tục đổ dầu vào chiên lại. Thái nhỏ táo rồi bỏ vào, đúng lúc để thưởng thức nó một cách ngon lành. Và khi bầu trời dần tối lại, Rick trực tiếp đục lỗ trên giam gỗ. Dây rơm có tác dụng như bấc, đổ một ít dầu hỏa vào thùng chứa. Chỉ cần lấy một ngọn nến hoang dã, ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng ít nhất có thể làm cho Rick cảm thấy an tâm. Đợi đến khi anh thức dậy vào ngày hôm sau, thế giới bên ngoài được bao phủ bởi tuyết, anh lạnh đến mức không thể chịu nổi. Anh ấy nhanh chóng đi chặt một ít củi và đặt vào lò sưởi đốt lửa lần nữa. Ngày tuyết rơi cũng tốt, điều đó có nghĩa là việc lấy nước sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Dù một nồi tuyết chỉ có thể tan ra nửa nồi nước, nhưng mà có còn hơn không? Anh nhanh chóng đào một đống lửa dưới đất, cũng thắp lên ngọn lửa bên trong. Sau đó anh trải túi ngủ xuống giường. Lúc này trà trong lò đã sôi, tuyết trên mặt đất là vật liệu làm mát tốt nhất. Ngay cả rừng mùa đông lạnh lẽo cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Xong xuôi mọi việc, anh ngồi tận hưởng nó. Đợi củi gần tắt hết, anh ấy lấy ra một miếng bít tết trông có vẻ đắt tiền. Dưới đều nước sốt, nướng trực tiếp trên lửa trại. Món nướng than củi đích thực sẽ sẵn sàng trong thời gian ngắn. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng. Trong khi anh ấy đang cắt, nước dãi tôi đã chảy đầy một chậu, kết hợp với ớt có màu sắc giòn và thơm ngon. Cuộc sống như vậy thật đáng ghen tị.